Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 30 tháng 8 anh em, thứ sáu, em chia sẻ 22 chiếc đồng hồ gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật và Thụy Sĩ. Rất cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất và lịch phát sóng ban ngày là sáng thứ ba và sáng thứ sáu mỗi tuần anh em, vào lúc từ 8:30 đến 9 giờ. Ok, em lên mã số 1 nha anh em. Mẫu này là mẫu Davidoff anh em, thương hiệu cũng rất hay của Thụy Sĩ. Con này đời mới nha anh em, chạy dòng máy 2892. À không, 2894. Nó sẽ chạy cái bộ máy kim rúng anh em. Nó sẽ khác chút xíu so với 2892. Con này sử dụng bộ khóa gập rất tiện nha anh em. Khóa gập thì nó sẽ có một cái đường ôm nó mịn hơn và nó không có bị gờ ra nhiều anh em. Đây, dùng bộ máy này, đây dùng máy 2894. Đây vì đó đóng đây cái máy còn này nắp đáy là lỗ đáy như này. Nó sẽ có hai chữ D phía sau á. Bắn nó sẽ dùng 6 con vít. Bản thép, dây khóa nguyên ring. Núm ring có logo. Ở phần trên rất đẹp anh em, mặt số cũng mới lắm. Cái mẫu này thì size ngang là size 44 này, đúng 44 luôn. Và size dọc của nó là size 38,3. Hình kiểu như hình bầu dục ấy. Hoặc là hình elip cũng được. Số 1 con này 6,8 triệu. Dây tay là 16,5 trở lên nha anh em, tầm khoảng 17 đổ lại. Tay em thì 16,7. 16,7 thì bây giờ nó hơi lỏng một chút xíu này. Hơi lỏng chút xíu nè. Đó, nó sẽ hơi lỏng một chút xíu. Nhưng mà em nghĩ là tầm này được 17 đô lại nha anh em, 17 đô lại là chắc ăn nhất luôn á. Rồi số 1 con này 6,8 triệu. Anh em lưu ý là những cái mẫu mà dai như vậy thì chỉ có là nhỏ hơn chứ lớn hơn là không được nha anh em. Đây mình sẽ đo cái cổ tay mình cho chính xác nha. Ở đây có những con vít nè. Anh em có thể tháo từng mắt dai ra. Nếu mà lớn tay lớn hơn là bó tay không có thay thế được này. Những dai này dai đặc biệt. Không, mình không có thay thế được, mình chỉ thay dây da vào thôi. Rồi số 1 con này 6,8 triệu, mặt số này nhìn kỹ rất đẹp anh em, mặt số rất đẹp và kim rúng góc 6 giờ, kim dây luôn luôn chạy. Cái mẫu này thì nó sẽ sử dụng bộ lực nhanh nha anh em, rút ra một nắp và chỉnh giờ nghe 28 đó, chỉnh theo chiều người kia đồng hồ, giữ nguyên thì lấy cốt phụ và rút ra thêm nữa thì anh em chỉnh giờ thôi. Nó đơn giản vậy thôi anh em, cốt phụ những dòng này rất êm, nguyên bản như vậy anh em. Em sẽ đo độ dài đó, nhiều anh em nhắc em mình đo độ dài thì hôm nay thì nếu mà thỉnh thoảng em sẽ đo những độ dài những chiếc cần thiết cho anh em. 1 11 anh em, 11 ly nghĩa là 1,1 cm á. Rồi số 1 6,8 nha anh em, hình thức còn rất đẹp luôn, tiếp một cái hộp nữa thành hàng new cho anh em nào thích những cái chiếc đồng hồ mà size nó tương đối lớn như vậy và mình đeo hàng ngày á, sử dụng hàng ngày cũng hay lắm. Tiếp theo mã số 2, chiếc này là chiếc Seiko 5 23 chân kính. Con này thì đặc biệt của nó là dây khóa nguyên ring nha anh em. Cái vỏ thì em sẽ đánh kính thôi, em sẽ đánh kính cho anh em thấy nhìn rõ cái mặt số. Còn ngoài ra thì cái dây vỏ em còn nguyên cái số ring và em chưa đánh bóng này, còn nguyên số ring này, còn nguyên cái xước lông mèo này. Đó, anh em lưu ý là bên em á, thì em sẽ ít khi đánh bóng những chiếc đồng hồ nào mà vỏ dây còn ring á. Tại vì sợ nhiều lúc anh em không thích á. Còn nếu anh em mà yêu cầu á thì em chỉ cần máy phút thôi là đánh đóng cho anh em ok luôn. Dây khóa nguyên riêng đóng chỉ Seiko 5 luôn anh em nghe, trùng với lại cái mặt số này. Cái con này nó sẽ bơm cái lịch ngày này, lịch thứ thì 24 giờ. Cái nắp đáy thì em đang để sẵn để mở, tại vì cái nắp đáy này nãy nó cứng quá, không lại được tiếp thì video được, của dây tay còn rất dài. Chạy dòng máy 5126 nha anh em. Đóng bên đây này. 5126, form là 8020. Đó, sử dụng một máy này. Đây là máy nội địa của Nhật, bản da băng C. Nó đang chạy rất trơn tru rồi nè. 5126, chữ xanh, 23 chân kính. Máy còn rất mới nha nè. Trên những đầu bát đó là đều đóng số nha nè, bắt dây á. Nói chung cái con này thì anh em mua về sẽ lời rất nhiều về sợi dây.
sợi dây những cái mẫu này cũng đầu gần 19 thì anh em biết cũng rất ít thấy này. Nếu mà anh em có những chiếc thụy sĩ nào mà đầu 19 ấy, thì gia đình nó giải quyết được cái vấn đề đó này. Rồi để em đo cái size nha, 36,46 anh em, 36,46 không tính núm. À cái núm nó giấu góc bóng giờ không có tính vô chi. Và em lấy tay thử để giữ là cái nắp đáy bóc cứng quá. À, cái dây tay á, hiện tại á, là tầm khoảng 17 năm nha em, 17 năm tay 16 10 gần 17 thì nó hơi lỏng chút xíu và trong đây còn tới hai cái chốc dây nè, 17 năm lên tay rất đẹp anh em, chạy dòng máy Seiko 5, bản này cũng ít thấy này, ít thấy cái bản này. Nói chung chiếc đồng hồ không không bình dân anh em, nhưng mà nó nhìn nó cứng cáp và nó nguyên bản, thì nguyên bản dây khóa thì mình rất là dễ chơi. Ok, số 2 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu mã số 2. Lưu ý là cho em lịch bơm nha, lịch bơm lịch ngày lịch thứ thì 4 giờ, 1,5 triệu. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ Rimer Thụy Sĩ anh em, chạy dòng máy automatic, nó ghi là D cộng D, điểm xoay cho nó qua. Thì cái mẫu này anh em sẽ sử dụng bộ lịch 912 và 24 giờ tất cả nha anh em, không có lịch nhanh, lưu ý nha, không có lịch nhanh. Mặt số còn rất đẹp luôn, liền khía liền băm ở trên này, form vuông vuông tròn tròn nhìn hay lắm luôn. Nắp đáy sau có logo, núm có logo R, nhưng mà núm sau khi thời gian sử dụng lâu thì nó sẽ bị mòn nha anh em, bị mòn ra rồi. Để em xoay cho anh em, hiện tại là như thứ ba thì phải, thứ ba ngày 12 anh em lấy hai vòng liên tiếp nha, để cho nó xoay cái lịch một lần đó, nó nhảy một lần đó. Đây này anh em trở về 8 giờ và lên lại thì nó vẫn chữ mix là như thứ tư ngày 14 đó, trở về này, trở về lên lại thì nó vẫn là chữ thứ tư ngày 15 đó, anh em thấy rõ không, giữ nguyên thì lại gót phụ, rút ra thì lấy giờ thôi. Rất đơn giản này. Con này size 36,22 không tính núm, mặt số rất đẹp và cái niềng ba mặt trai, cái nước vàng xanh nha em, nó vàng xanh nha, vàng vàng đâu ta, vàng xanh nó sẽ khác chút xíu so với vàng vàng ở đây đó, đây nè, cái màu vàng nó khác nhau nha em, đây là vàng vàng và đây là vàng xanh. Thì sẽ có nhiều vàng, nhiều màu vàng này, vàng xanh, vàng hồng, vàng trắng, đủ thứ hết. Vàng xanh cái này cũng 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 hay. Để mở máy mẫu này, sử dụng bộ máy automatic của Thụy Sĩ nha anh em. Con này thì nó cẩn thận tới mức là nó có một cái nắp chống từ bằng nhựa nữa anh em, từ nhựa đây này. Rồi Rimer búa vàng máy trắng 2-3 chân kính, máy rất đẹp anh em, và đang chạy trơn tru lên dây cũng êm nữa. Nắp đáy trong cũng đóng chữ này, đóng chữ logo Swiss, Rimer Watch và đóng có số series là 22042. Máy cũng mới đó nha anh em. Anh em muốn xem máy rõ hơn và xem những số đóng liền máy á, thì cứ nhắn tin qua Zalo giúp em sẽ gửi hình rõ ràng cái đoạn đó ra cho anh em nghe. Còn trên video là không có thấy được cái số đó. Ok. Số 3, 2 triệu tư nha anh em. Rimer thương hiệu Thụy Sĩ cũng rất nổi tiếng á. Tiếp theo số 4 là một chiếc đồng hồ Oren. Oren Automatic nha anh em. Con này thì cái dây nó hơi hụt chút xíu nha anh em. Cái dây nó hụt chút xíu, cái mẫu dây mà tầm đầu này thì em hết rồi. Anh em về thay bộ dây giúp em nghe. Khóa ring này Oren. Nó sẽ mạ lấy vàng hồng nha anh em, đời mới sẽ mạ với vàng hồng và size 40. 4007. Cái nước vàng thì em thấy có hơi phai nhẹ nha anh em. Nó có phai nhẹ sau thời gian dùng thì cũng có hơi phai nhẹ, nhưng mình nhìn tổng thể vẫn đẹp đó. Mặt số thì khỏi che này, sử dụng cái kính này, cái dòng này thì nó dùng kính 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 đá này, kính thủy tinh đó.
Lane code phụ này, sử dụng bộ lịch nhanh luôn, 30, 31, 3, ngày 1 này. Hình thức cũng rất đẹp đây. Con này thì cho cổ tay lớn nha, cổ tay nào trong 16 năm trở lên thì nó sẽ hợp lý. Ui, cái nắp đáy quá cứng luôn. 16 năm trở lên nha anh em nghe, 16 năm lên thì em thấy nó ok hơn. Đây, sử dụng cái bộ máy Oren này, dòng máy Oren 21 chân kính nha anh em. Máy cũng trơn tru và chạy rất êm. Con này thì em thấy anh em nhiều anh em trẻ trẻ ưa chuộng lắm, tại vì size nó phù hợp, thích những size lớn và đeo nó cũng tốt nữa, nó cũng bền. Anh em đợi xíu em đóng nắp đáy ra an toàn nha anh em, vì tụt cái ron ra phải định hình nó lại. Ok, số 4 1,8 triệu nha anh em. Mặt số còn rất đẹp, tất cả đều nó mạ một cái phần hồng nha, size từ 40 gần 41 á. Tiếp theo số 5, con này 3,4 triệu, là một chiếc đồng hồ CDJ Super Highlight. Đây là cái mẫu CDJ Super Highlight 27 chân kính, máy chạy máy lên có tay của dòng Super. Cái con này thì anh em cũng nói với anh em nhiều lần rồi, những cái mẫu này thì nó sẽ bọc vàng 80 micron, và nó trong ba con đồng hồ Super Highlight, Super Eye và Super Deluxe của Citizen. Đó, những cái mẫu này rất nhiều anh em săn đón này, tại vì nó bọc vàng rất dài, tới 80 micron, gold fill 80 micron, 14K gold fill. Đó, nó sẽ bọc vàng cực dài anh em, và con này gần như là không có mắc vàng nha anh em. Tất nhiên là sau thời gian sử dụng thì nó sẽ có lắng cắn nhẹ bên hông á, nhưng mà kiểu nó bị nhắn như thôi, hoặc là xước lông mày thôi, ngoài ra thì cái nước vàng còn nguyên, còn rất đẹp anh em. Chạy máy lên cốt tay, mặt số còn đẹp, 27 chân kính. Cái máy móc thì ba chiếc nó như nhau anh em, nhưng mà nó sẽ ghi số nó khác nhau thôi, nó ghi cái số trên cái máy nó khác nhau chút xíu. Đó, còn nó ghi rõ ràng là Citizen này, Super Highlight này, còn con kia thì Super Eye và Super Deluxe. 27 chân kính, máy chạy đang chạy rất êm, anh em cứ lên dài thoải mái. Những mẫu này thường nó sẽ chạy tầm khoảng trên 40 tiếng nha anh em, trên 40 tiếng, nhưng mà đơn giản là nhiều chiếc chạy 2 ngày á. Rồi, hình thức còn đẹp anh em, vỏ còn rất bén anh em. Tất nhiên em nói báo qua đây nó sẽ có dấu vết tài xước sau thời gian sử dụng, tại vì nó thập niên tầm khoảng 50-60 rồi, mình không có thể điều khiển cái việc mà nó bị xước lông mày vào đây nghe. Quan trọng thì cái vỏ vẫn còn không có bị mất vàng, còn đẹp anh em, mặt số đẹp, con này rất dễ chơi. Xe ngang là 37 anh em, 37 số 5, con này 3,4 triệu. Đó, Super Highlight này, số 5 3,4 triệu nha anh em, mặt số rất đẹp. Con này cái nắp vàng ở dưới nó còn bén quá, còn nguyên chữ nghĩa số series anh em, và còn cả cái dấu đóng 80 micron. Ok, mã số 5 3,4 triệu nha anh em, giá khóa linh kiện. Tiếp theo mã số 6 1,8 triệu, là một chiếc đồng hồ Bulova, chạy máy cốt tay anh em, máy cốt tay 3 kim của Bulova. Con này thì nó sẽ bọc một lớp vàng 10 toàn thân luôn. Nắp đáy thì Bulova nó thường đóng kiểu như vậy, 10k anh em, 10k Rolex Gold này, bọc vàng cũng khá là dày, thương hiệu của Thụy Sĩ. Mặt số thì còn đẹp anh em, mặt số còn đẹp, con này size 30 gần 34 này, nó tầm 33,93 gần 34, nói chung là size ở mức độ như vậy là quá ok rồi. Từ Bulova nó nằm đâu đó 33 thôi, từ 31 tới 33 anh em nghe, con này gần 34, chân càng cục cũng đẹp đúng. Để mở máy màu này, máy rất đẹp anh em, con này thì anh em chơi máy khỏi nói luôn rồi. Cái dòng máy bánh xe nổ cực đẹp của Bulova. Đây, cái máy đây này,
cái vỏ nó cắn sợi dây, thành ra cứ lấy từ từ ra đi nghe, không có vội, để cái mốt có vỏ uổng lắm. Này, bộ máy này cực đẹp của Bulova luôn, cái dòng máy chạy lăn gai 17 chân kính 11 AFC nha này. Anh em có thể đóng vào là Bulova 11 AFC thì nó hiện lên dòng máy này, máy lăn gai rất êm, nó nắp đáy cũng đóng này, chữ Bulova và chữ New York ở dưới này, máy còn mới cứng luôn. Rồi, chiếc này là số 6 1 triệu 8 nha em, giá khóa linh kiện nha. Cái nấm hơi mòn ở cái đầu nấm, số 6 1 triệu 8, mặt số còn rất đẹp nè. Tiếp theo mã số 7 1 triệu 7 là một chiếc đồng hồ Citizen Seiko Liner, em nhầm, Seiko Liner, chạy dòng máy là có tay của Seiko 23 chân kính, con này mặt số cũng khá đẹp nè, mặt số đẹp và cái kim cọc còn bán lắm, nước vỏ, cái vỏ thì vẫn còn đẹp đấy nè, ở dưới thì cái hai bên cái nắp đáy nó bị mòn hai bên đầu đây nè, để tí mở cho anh em xem nha, còn cái vỏ tray thì em thấy vẫn còn ok đây, vẫn còn đẹp đó, con này vẫn còn đẹp. Size là 35,72, hình thức còn rất đẹp anh em, mẫu này mặt số thì tuyệt vời luôn. Để mở cái nắp đá cho nên xem nó bị bòn góc này này. Đây này, nó bị cái góc này này, góc này nó bị mòn. Khi đóng vào thì không thấy nhiều anh em nghe. Góc này thì nó cũng một phần là cái chỗ mở nữa. Sử dụng bộ máy này. Bộ máy Secosa 23 chân kính, máy là 341 3140 nha anh em. Một không lên dây cũng khá là êm. Đó, đẹp anh em, con này máy móc cũng ok lắm, nắp đáy đây. Con này là 14 cái gold feel toàn thân anh em nhé, thành ra là có vỏ tray cũng đẹp. Nhiều chiếc á, nó sẽ gold feel ở cái nắp đáy thôi, còn con này cũng gold feel cả vỏ luôn. Hàng như cái vỏ tray vẫn còn rất ok. Mặt số tràn viền nha anh em, cái niềng nó rất là nhỏ. Không đâu có sai lần nữa nha, sai 30 35,7. Số 7, con này 1 triệu 7 nha anh em. Anh em nhìn kỹ mặt số nha, và còn đẹp lắm. Nó ghi là Gold Feel này, có nghĩa là tất cả là Gold Feel hết cái này. Rồi, số 7 1 triệu 7 nha anh em. Tiếp theo số 8, con này cũng 1 triệu 7 luôn, một chiếc đồng hồ Citizen xưa 17 chân kính, nó có vỏ rất hay nè, niềng này, chân này 14 con gold feel luôn, đẹp lắm anh em, 14 con gold feel cả vỏ luôn, và cái vỏ nhìn rất hay, cái chân cà nó kiểu lạ lắm, con này lần đầu tiên mới thấy kiểu như vậy. Đem đo size trước nha. Size của nó là size 35,1 anh em. 35,1. Cái vỏ rất độc anh em, cái vỏ của con CT này nó rất là lạ luôn á. 14 cái gold feel, nó ghi là center second. Để mở cái nắp máy cho anh em xem cái mẫu này nha. Dòng này thì cái kính ring nha anh em, kính Mica ring. Mở kiểu này vậy anh em, nó sẽ mở theo kiểu mà mình sẽ lấy cái nắp đáy ra kiểu như vậy. Thì mình sẽ hết sức cẩn thận nha anh em. Đó, em mở trực tiếp trên video cho anh em xem cái kiểu mở như vậy. Sau này em có mở ra xem thì làm giống em là được. Rồi, 17 nhân kính nha anh em, dùng máy xưa của Citizen.
61208 là số seri này, chữ C series đây. Đây là chiếc C chữ C. Hình thức ủng đẹp của con này thì nó sẽ bọc vàng cả đáy luôn, 14 con phiêu toàn thân luôn đây. Máy lên dây và đang chạy. Điểm đóng cái nắp vô. Khi mình đóng cái nắp cố định trong cái vỏ, cái máy cố định trong vỏ thì mình sẽ bỏ vào đây nha anh em. Thì đúng hướng thôi. Rồi. Số 8 1,7 triệu nha anh em. Mặt số thì em thấy có lên dầu nhẹ thôi. Còn cái vỏ thì nó rất là độc, cho anh em chơi những hàng độc cái vỏ này này, cái vỏ chân càng này em không thấy luôn bây giờ luôn. Nắp đáy thì nó sẽ tràn viền luôn. Số 8 1,7 triệu về quá linh kiện nha anh em. Tiếp theo mã số 9 là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xưa. Nó thương hiệu là con này không phải Thụy Sĩ, con này của Đức. Gresshut gì đó, chữ tiếng Đức thì em biết đọc sao. Cái mẫu này nó sẽ sử dụng cái máy có tay nha anh em. Máy có tay và cái lịch của nó là lịch theo kiểu 24 giờ 9:12 anh em rút ra này. Hiện tại là 28 đúng không? Anh em xoay một vòng. Con này thì nó lấy giờ rất nhanh. Xoay vòng này, nó sẽ nhảy 29. Anh em trở về 9 giờ đi. Lay lại. Không nhảy thì trở về 8 giờ luôn. Lay lại thì nhảy tiếp này. 30. Các bạn thôi, về 8:12 nghe. Cái vỏ nó bọc lớp bằng chanh và lớp đáy sau đóng rất là rõ chữ này nè. Những con mà nó đóng nó rõ như vậy em rất thích, nó ghi là rõ ràng là ở đây thì không biết chữ gì nhưng dưới là Blacke 20 micro này và ghi made in dịch mà đây nè, số series giống dưới này nguyên bản như vậy nha nè. Cái mặt số có hay có lên dầu nghe, chạy bộ kim chạy 3 kim một lịch, mặt số có lên dầu 35,7 này, sai 35,7, mặt số có lên dầu em nhìn kỹ này, bên hai bên hông á, bên này thì không có, góc này nó có bị chấm 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 này. Rồi số 9 1,2 triệu, rất là dễ chơi những dòng này của Đức, cọc số học trò là cọc số 12-6, rất là dễ chơi đây, máy in giặc money. Cái máy này em mở xem máy nha, cái máy cũng hay lắm. Đồng hồ Đức thì em thấy là sau đây có một hãng cực kỳ nổi tiếng và rất đắt tiền này. Đây, dùng máy này. Nó làm cũng đẹp này, máy to, đẹp và đóng số là cái số này trùng ở đắp đáy này, số GB691. Cái đắp đáy hình như cũng đóng chữ đây này. Anh em góc này này, góc trên cùng á, chữ GUB à. Đó, 17 chân kính. 17 hay là máy nhân kính mà không thấy này. 17 đúng là trên nắp đáy đóng trên mặt số nó 18 ruby, 17 ruby gì đó. Để mở lại coi. Rồi em đóng cái nắp nha. Đóng nắp lại cho nó ok. 17 ruby này, 17 ruby Đức thì thường nó dùng chữ ruby. Rồi số 9 1,2 triệu nha anh em. Mã 9 1,2 triệu. Mã số 10, con này 1,6 triệu là chiếc Citizen Deluxe. Mặt số cũng rất đẹp anh em, xin này lúc 21 chân kính. Mặt số cọc số bự. Cái vỏ mặt vàng này nhìn kỹ này. Cũng còn đẹp anh em, bên góc góc này cắn một chút xíu. Bên này thì cũng không cắn cái vỏ tray. Cái vỏ vẫn còn ok nha. Size 34,5. Số 11,6 triệu nha anh em. Mặt số anh em nhìn kỹ, mặt số còn ngon lắm. Cái vỏ nó làm cũng 14 con phiêu tất cả luôn. Để mở cái máy. Cái lô này nhiều có tay quá đúng không? Auto thì em để phía tray. Lô này như là có tay là tương đối nhiều. Ok. 21 chân kính, máy 950 của Citizen. Những mẫu này là len dai rất êm này. Em ru luôn. Nắp đáy đây. Anh em nhìn kỹ cái máy này. Những chiếc Citizen thì em đánh giá là cái máy len dai của nó không thua kém Seiko này, nó không thua kém cho cô chút xíu này. Riêng máy này dài. Rồi số 10 1,6 triệu nha đây. Mặt số còn mới này. Chạy bộ máy 21 chân kính. 11 là chiếc đồng hồ Groen. Groen Racing. Cái mẫu này nó sẽ chạy bộ máy có tay này. Tay cái tay và kim rúng.
thì cái vỏ với lại cái mặt số nó có lên dầu theo thời gian anh em nghe. Anh em nhìn kỹ nha, cái mặt số này nó sẽ không có được trắng sáng như lúc mới sản xuất đâu, nó sẽ lên dầu theo thời gian. Cái vỏ thì cũng có chỗ có trầy anh em, góc này bị này, mặt dưới bị tương đối nhiều, nó bị cái cạnh anh em, ngoài ra thì không có sức mẻ, bị cạnh thôi. Chạy bộ máy 2,5 kim này. Ba mươi hai phẩy 87 anh em, 3,79 gần 33. Con này số 11, 1,5 triệu. Cái bộ càng của nó thì quá độc rồi anh em, những cái con này thì càng của nó là càng quái rồi, nhìn nó hay lắm. Vỏ của nó vẫn còn ok nè, mức độ tương đối. Mặt số thì có lên dầu như em đã báo với anh em rồi. Để mở máy chiếc này. Đây là chiếc này mở hơi lâu, tại vì nó có một cái niềng chặn nữa. Sử dụng bộ máy có tay của Ruan anh em. Đây này, 17 chân kính. Nó em rất rõ nè, máy thụy sĩ xưa. Đánh giá cũng êm lắm anh em. Đáp đáy của nó cũng rất rõ này, mà nó ghi là 10K RGBJ. Và nắp đáy thì nó chờ để em đóng cái tái nhọn cứng vậy nè. Đóng cứng chứ nhiều lúc gửi đi em quay đóng thì là rất là phiền anh em. Rồi số 11 anh em, 1,5 triệu nha anh em, size gần 33, 32,9 nha anh em, 39. Số 11 1,5 triệu. Số 12 là một chiếc đồng hồ Citizen Autodater này, 23 chân kính. Con này mặt số có lên dầu nhưng mặt số theo kiểu trải ti cầu vòng nha này, mặt có lên dầu chút xíu ở góc này này, chấm 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 ở đây đó, trải ti cầu vòng niềng khía, size lớn nha này. Con này 1,2 triệu thôi, size 37,55. Những cái mẫu này thường nó sử dụng bộ lịch giặt cho em nghe. Con này nó lịch giặt, từ từ để kiểm tra nó phải lịch giặt không, hình như không phải lịch giặt. Để mở đáy. Đây sử dụng bộ máy này con em, phải là máy đang cưa anh em, dòng máy Citizen 21 chân kính, máy xưa á của Citizen anh em. Nó chạy cái bộ bộ trục ở giữa bằng bằng bi anh em, chạy bi giống như bi bạc đạn này, ổ bi á, hình tới cùng mới và đang chạy ok. Nó đóng là Citizen Autodater. Con này size to và dài anh em, dành cho cổ tay lớn lớn chút xíu, niềng trên là niềng khía. Sử dụng bộ 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 máy automatic lịch gốc 12 giờ nha anh em, lịch gốc 12 giờ là thứ mà nó sẽ sử dụng lịch này của tiếng Nhật luôn, nó không có tiếng 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 Anh nha. Riêng lịch thứ của Citizen thì thường nó sử dụng tiếng Nhật hết cho anh em. Ok, số 12 con này 1,2 triệu nha anh em, và size của nó em đo lại cái size này, size của nó là size 37,53, 37,53. Tiếp theo số 13 con này 1,7 triệu là một chiếc Technot này, mặt màu xanh rất đẹp, kính có vát cạnh nha, chứ chia làm tới 9 miếng nha này, nó sẽ 3 miếng trên, 3 miếng giữa, 3 miếng dưới. Ở đây nhìn kỹ này, đó nó vát cạnh như vậy, hình thức cũng đẹp anh em, núm ring có logo
lắp đáy sau thì nó sẽ đóng với cái khắc cái logo hình sư tử như này, nó một cái logo mặt số rất đẹp. Con này 1,7 triệu thôi. Con này thì nó về chung với sợi dây lụa của Thụy Sĩ anh em. À không, để em kiểm tra sợi dây này của Nhật hay Thụy Sĩ. Stelut hình như của Thụy Sĩ anh em. Đó, sợi dây đó thì nó gài một kiểu này. Nó gài một kiểu này nè, nên em móc vào đây, bấm lại. Đó. Còn cái đoạn này á, cái đoạn mà đoạn cái bát gài á, thì anh em có thể nới ra nó vô để tùy cái tay mình nghe, nới nó vô như vậy. Lắp đáy đóng logo, hình thức cũng mới và đẹp đây. Con này size, để em đo cái size 34,76 anh em, 34,76. Và con này là cái size của càng tới càng là 38,72. Size nó mức độ cơ bản thôi này, nó vừa vặn, nó không to quá không nhỏ quá. Cái size này size tay của em này, 16,7, 16,5 là size này đây. Đó, máy móc cũng ok và đang chạy nha em. Sử dụng một máy 25 chân kính. Tấm tích nốt ở đây. Máy trắng nha em, những con này thì nhiều con dùng máy trắng, nhiều con dùng máy vàng. Nhiều con dùng máy trắng búa vàng cũng có, tùy theo cái đời thôi. Ok, con này được được cái là mặt số rất đẹp anh em. Mặt số màu xanh navy đẹp lắm, nó ghi chữ là Valencia 1 sao. Số 13 1,7 triệu nha em. Mã số 13 1,7 triệu. Số 14 là chiếc Senco DX. Con này 9,5 triệu, sử dụng bộ máy 27 chân kính. Con này dùng máy 6 5139 nha anh em. 5139 mình tới 27 chân kính. Size của nó là size 35,56 anh em, sẽ vuông hơi vuông vuông chút xíu, đấm ở góc 4 giờ. Con này thì nó sử dụng cái lịch bơm nha anh em. Lịch bơm rất êm này. 15 này, 16, 17. 27 chân kính. Để mở máy cho anh em xem cái con này là size vuông nha. Phong vuông vuông. Đây, sử dụng bộ máy này. Cái bộ máy 51 này nó sẽ tương tự với con số 2 này, nhưng mà chân kính nó sẽ nhiều hơn. Mỗi xe cô 5 số 2 chân kính sẽ nhiều hơn. 5139 nha, máy đang chạy ok luôn. Đó. Nắp đáy đây, con này thì sẽ cái chữ màu xanh. Con số 2 thì chữ ấy, con này chữ màu đỏ. Màu đỏ, đúng là màu đỏ, còn con số 2 là chữ màu xanh này. Máy móc thì nó tương tự nhau. Nó khác cái số sau thôi. Cũng là máy 51 cái số sau. Ok. Số 14 9,5 triệu nha anh em. Mặt số màu màu này màu xám, màu bạc anh em, màu bạc. Màu trắng bạc anh em. 21 27 chân kính. Tiếp theo số 15. Một chiếc Rado. Lâu lắm rồi mới về chiếc Rado anh em. Một chiếc Rado Bubble Hound là cá ngựa tím đó nha anh em. Cái mẫu này thì nó sẽ làm cái foam Rolex rất đẹp anh em. 2,7 triệu thôi. Anh em nhìn kỹ cái foam này, foam Rolex nha. Nắp đáy sau đây, đóng logo ba cái ngựa, đúng riêng cái logo, máy có trợ có tay. Con này thì nó sử dụng máy lịch nhanh nha anh em, 30 này, 31, ngày 1. Bubble Hound là cái ngựa tím này, Green Hound là cái ngựa xanh, mà Golden Hound là cái ngựa vàng, thôi đơn giản vậy thôi này, nó không có phức tạp đâu, nó đơn giản chỉ 3-4 cái ngựa màu khác nhau thôi. Cái bảng này hình như có king à, không có anh em à, có king nha anh em. King stop á, nghĩa là rút ra từng kim dây á, đóng vào nó chạy này. Đó, Bubble Hound rất đẹp anh em. Con này thì size ngang của nó là size 36,23, size rất vừa vặn anh em, hơn Rolex một size nhỏ nhỏ thôi. Đó, cái niền khí còn đẹp này, chân càng đẹp, vào dây rất ok. Con này dây là dây 20 nha em, 19 20 đều được, nhưng mà hiện tại em đang dây 20. Mặt số thì khó nói luôn anh em. Cái nail thì vẫn còn xoay được anh em nghe. Cái nail xoay thì không quan trọng lắm, nhưng mà nếu anh em cần thiết thì em sẽ báo nail xoay.
Đó, nó cũng có xoay. Rồi số 15, 2 triệu 7 nha em. 2 triệu 7 phải sử dụng bộ máy automatic của Thụy Sĩ. Nắp đáy 3 con ngựa. À, máy vàng nha em. Nó ghi Radowatt anh em. Radowatt bản stainless steel, nghĩa là bản thép. Rado 17 chân kính. Máy đang chạy, máy vàng, đang chạy rất trơn tru. Đó. Máy vàng nha anh em, con này máy vàng. Chung dòng Rado thì em thấy cái form nó vẫn ok nè, form nó dễ chơi. Không dễ chơi và niền khía thì nhìn nó đẹp, đồng hồ nó sáng lắm, niền khía nó sẽ tự dưng nó cái mặt đồng hồ nó sáng hơn rất nhiều. Cái ngựa tím kim mảnh và cái cặp cọc số thì có sơn đen, có sơn đen hoặc là cài nó đen gì đó mà em không có rõ lắm, nhìn nghiêng không thấy. Ok, số 15 2 triệu 7 mẫu này. Số 16 là chiếc đồng hồ Citizen Autodata lịch giặt cho em. Con này là lịch giặt này, 15 này, 16 anh em đóng vào và giặt này. Cái đóng vào thì nó sẽ ở cái nắp, mà nắp lấy giờ nha anh em. Còn rút ra mình giặt nó thì không lấy giờ được, nó trơn tru luôn anh em, để ý nha. 19 chân kính, mặt số rất đẹp anh em. Mặt số còn rất ok, form to bự luôn. Nắp đáy sau cũng đóng chữ Star và CN Autodata. Máy đang cưa nha anh em, máy đang cưa thì khi mà anh em đeo lên tay nó sẽ nghe tiếng rột rột, nó tương đối là lớn. Nó sẽ khác nhiều so với dòng máy khác á. Thành ra là nhiều anh em đeo vô thì xoay xoay kêu máy bị chi, không phải. Dòng máy đơn cưa nó sẽ kêu như vậy. Máy có trợ cốt tay. Đó, hình thức cũng ok đây. Chạy bộ máy 19 chân kính. 19 chân kính là thường nó sẽ có trợ cốt tay anh em. 19 GB thường có trợ cốt tay, 17 thì không có trợ cốt tay. Những con đồng hồ trợ cốt tay thì em cũng bán được video vài lần cho anh em nghe và cho anh em hiểu rồi. Trợ cốt tay thì chỉnh chiếc auto nó không cần thiết anh em. Chiếc auto thì mình đeo nó tự vào cốt tay thôi. Anh em hạn chế trợ cốt tay, chỉ khi nào thực sự cần thiết nha mình mới trợ cốt tay. Nhắc lại ra những chiếc đồng hồ cổ nó sẽ kêu anh em nghe kêu này. Đó, kêu rất rõ này. CDN Autodata thì thường như vậy. Rồi số 16 1 triệu mốt thôi nè. Con này size là 37,15, 1 triệu mốt mã này. Giá có linh kiện nha, mặt số thì khỏi chê luôn, còn rất đẹp. 17 là chiếc đồng hồ Seiko Round. Con này mặt số màu bạc nha em, chạy bộ máy automatic. Em nhầm, máy cốt tay 21 chân kính. Có trục tung hoành luôn, trục ngang trục dọc luôn nè. Cọc số đẹp nè, cọc số chìm nha. Con này size rất đẹp nè, mở mẫu này size 36,4. Đó, lên tay cho em xem mẫu này nè. Những cái mẫu này cái size nó chuẩn lắm, nó vừa vặn vào đây lên tay nhìn rất là bắt mắt. Mặt số màu bạc nha em, trục tung hoành. Cái vỏ này nhìn kỹ này, cái vỏ thép nó còn bán ngót luôn. Seiko Round bản thép. Cái số series là J15003E. Đó, hình thức còn nguyên bản và cái dây có lỗ ngang thì lái dây cũng rất tiện. Đây nè, máy còn mới can luôn anh em, con này máy rất mới luôn á. Ủa, con này máy mới quá. Máy 560 anh em, 21 chân kính và cực mới luôn nè. Những con này hình như là cái cảm giác cái những cái con này cũng chưa được gọi là chưa có đụng chạm nhiều anh em. Nó còn nguyên cái dấu lâu dầu ở Nhật anh em. Bản thép này. Anh em vẫn lưu ý giúp em một chút xíu ở cái phần này nha. Mỗi cái nắp đáy này có một miếng khuyết rất nhỏ góc này anh em. Thì cái miếng khuyết đó anh em sẽ để đối diện với nấm bên này, để bên này anh em. Đừng để hai đầu này nha anh em. Và cái chữ trên cái đồng hồ đó, nó không nhất thiết phải như vậy nè. Nó nằm như đây cũng được. Đó, đúng theo chuẩn mà hãng đưa ra thì bắt buộc anh em phải để đây, để khi anh em kê cái dao vào nại ở đây thì nó sẽ không, nó kê dao vào đây này nó sẽ không có bị cắn này. Còn kê đây cắn cái càng, kê đây cắn càng này, còn kê này cắn cái nấm này, thành ra khi để là anh em để góc này là mở tiện nhất và không bị thầy vỏ, nhất là những cái vỏ bọc vàng đó. Em có nhận lau dầu
cho một số anh em mà gửi về khách hàng của em á, thì cái nắp đáy để thường là để sai là khi mở rất là khó khăn, mà mình không có đồ nghề cẩn thận thì nó trài thấy nắp đáy rất ủng. Này có nhiều chi tiết đơn giản thì anh em lưu ý về đồ cổ này. Rồi số 17 1,4 triệu, size 36,4, rất đẹp, và cái mặt số trục tung hoành, mặt màu bạc cho nên trải tia, chạy một máy lan dai, con này dây khóa linh kiện, con này chơi đẹp lắm. Số 18, con này 1,2 triệu, là một chiếc đồng hồ Seiko Chameleon 860. Cái mẫu này thì anh em cũng lưu ý chút xíu này, đây là mẫu có tay rất đẹp của Seiko, chạy bộ máy gì đây, 7622 của dòng Seiko, nắp đáy đóng một cái logo cá ngựa, núm riêng có logo này đó. Riêng cái dòng này thôi, với dòng King Seiko mới có logo này, logo mà cái chữ S và chữ V kép như vậy, King Seiko cũng có, mà con này thì cũng có, nhưng mà con này thì núm trắng thôi. Hình thức cũng đẹp anh em, chân càng đẹp, mặt số còn đẹp luôn. Con này size ngang là size 37 này, 36 và 98, có thể cho bạn cũng được. 18 1,2 triệu, để mở máy mà đây cho em xem. Đây này, 17 chân kính, 7622C, là nhà rất êm. Máy đang chạy trơn tru và cái hình thức của máy cũng đẹp nha anh em. Đó, cái chữ đồ anh em nhìn kỹ này, nó vẫn có một cái miếng lạnh ở đây này. Đó, thì mình để cho nó góc bên này, đối diện đúng, rất an toàn rồi này, mở ok lắm, không không có bị trật khớp nào đâu. Rồi số 18 1,2 triệu nha anh em, mà số 18 1,2 triệu, một chiếc Seiko rất là bắt mắt, bản thép Champion 860. Tiếp theo là sợi dây số 20, số 19 nha anh em, số 19, sợi này 200, sợi này thì có đầu nhún, nhưng cái đầu nhún mình nó hư nè, thì mình sẽ lấy ở trong cùng luôn anh em nghe, lấy trong cùng luôn cho nó tiện, nó là 17,82 thì nó sẽ là 18, thì khi mình nhúng vào á, cái đầu này cũng về 18 được anh em. Nó một bay đầu nhúng, em bay mắc đầu nhúng nhưng mà không có vấn đề này, anh em lấy vẫn về 18 được, 17,67 là 18 đó. Sợi này có cái hay của nó á, là nó sẽ không có bị tục ra nha anh em. Đó, anh em mở ra này, rút hết cỡ nó nằm ngay chỗ đây luôn, đó, nó dài như vậy đó, tới đây là nó bị mắc lại rồi, không bị tụt lên được nữa. Đó, rất là tiện này, mình sẽ xỏ một cái tay thôi, không cần phải đeo theo kiểu kia. Của Nhật cho anh em, bản thép, dây này dây chữ hình như chữ lam thì phải, của Nhật, sợi dây lụa rất đẹp này, đầu 18 nha anh em, đầu 18 mà dây còn dài, đủ dài luôn, anh em có thể nới ra cho tùy theo cái cổ tay của mình. Số 19, sợi này 200. Đó, để em nới vào cho nó gọn. Tiếp theo là sợi dây chung số 20, sợi này cũng 200 anh em. Cái vân rất đẹp anh em này, cái vân còn mở keo và đẹp luôn. Sợi này hình như là của cái chữ này, cái chữ nó ngoằn ngoèo, cho của Nhật đây anh em, của Nhật đây cho nó tiện. Em không biết là chữ này chữ gì này, chữ ST, là bản thép của Nhật nha em. Sợi này thì có đầu nhúng còn nguyên, nó sẽ từ về 20 đến cũng 18 anh em, 20 về 18. Đó, về 18 được nha em. 20 về 18 nha. Số này là sợi này số 20, 200.000. Vẫn còn rất là cứng luôn. Vẫn còn đẹp luôn. Tiếp theo số 21 là một chiếc đồng hồ có thương hiệu này anh em, hình như là Adabat thì phải, một chiếc đồng hồ còn nguyên hộp như vậy, trong hộp luôn, số 21 500. Để em lấy cái hộp ra và xem này, nó rất độc anh em nghe, anh em nhìn kỹ đây, nó sẽ theo kiểu như vậy, và anh em có thể lật cái mặt nó lại, lật ra rồi đây open này, góc này nè, open và xoay lại thì có một cái la bàn ở dưới đây, ở trên này thì anh em có thể xoay mặt lại và lấy một cái mặt này đây, cái mặt này thì không có đồng hồ anh em, chỉ có hình ảnh thôi, đúng rồi đúng không ta, đúng rồi, không có đồng hồ anh em, chỉ có hình ảnh gì đó đóng lại, hoặc là lấy mặt dưới là mặt đồng hồ, la bàn anh em nghe, la bàn đang chỉ đúng hướng luôn á,
sao không đúng hướng à, mà đúng hướng anh em lắc lắc nhẹ nhẹ nó sẽ về đúng hướng nha anh em, lắc nhẹ nhẹ chút xíu rồi nút chỉnh ở đây à, ở dưới thì cũng có hình la bàn luôn, bỏ vào đây. Con này thì ở góc dưới có một cái mề đay hình một con chó thì phải, để em đo có sai nghe, em biết đo sai kiểu gì đây, đo hết cỡ nha anh em, 31,9 gần 32. Đó, lên tay cho anh em xây cái mẫu đọc lại như vậy, cùng nguyên hộp ngay dây su đây cũng rất hay đây. Rồi chiếc này là số 21500 nha anh em, khi vào cái vỏ thì hắn kiểu như vậy, khi vào hộp thì kiểu như vậy, dây su dây silicon nguyên riêng luôn, số 21. Ok rồi, mã số 22 là một chiếc đồng hồ Warwick của Nhật anh em nghe, nó sẽ mạ một lớp vàng. Con này thì nó đặc biệt một cái là nó sẽ dùng cái bộ máy có chung reo đâu rồi đây, có chung reo cho nên mặt số nó cũng đẹp ghê, mặt số nó kiểu như cát á anh em, chạy 3-4 kim. Anh em sẽ rút ra một nắp. À, rút nắp thứ hai á, anh em sẽ vặn này. Con này là vặn chung reo đây. Vặn tới đây. Hình như cái này rút ra thì rút cái nút này ra nhấn vào nó hết reo này, rút ra để đó. Đó. Nghe thì nó nhỏ này, nhưng mà ban đêm thì anh em nghe rất to nha anh em. Đó, mình bấm cái nút này nó sẽ dừng này. Anh muốn mình muốn mấy giờ thức dậy thì cứ bấm đúng giờ thôi. Nghe thì nhỏ đó, nhưng mà không không nhỏ đâu nè. Nè. Đóng nắp ngang to hơn nữa. Đó, mình tắt nha. Chung reo cũng rất hay. Em đâu có sai, cái sai ngoài của nó là con này hơi to nha. 45 anh em, 45,14. Con này số 22400 thôi. Có logo chữ B ở đây và còn nguyên miếng dán chống trầy của hãng ở đây. Chạy máy Nhật nha anh em, chạy máy Nhật chính hãng luôn á. Dây khó giờ còn rất ok, anh em có thể treo trong tủ được. À, số 22400. Kết thúc video rồi anh em. À, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay, anh em cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like, lượt bình luận trên kênh Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Bên em vẫn bán hàng qua hai số điện thoại và một số tài khoản ngân hàng duy nhất là mang tên là Nguyễn Hoàng Đức nha anh em, của ngân hàng Vietcombank. Anh em lưu ý cái số tài khoản này chuyển cho chính xác nha anh em. Ok, chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.